Nhà có em bé thì mèo có ganh tị không? Ngày xưa thằng Cass nó là cái thành viên bé nhất ở trong nhà nên là cả nhà yêu thương chiều chuộng nó. Thật ra thì tính tình của thằng Cass ấy nó rất là hiếu động, nó kháu khỉnh ấy nên thành ra nhiều khi là nó cũng hơi nghịch nữa. Cả nhà nhiều khi là cũng hơi mệt với nó. Cơ thế nhưng mà từ ngày có thằng bé con về nhà hình như thằng Cass nó thay đổi tính nết hay sao ấy, nó trầm tính hơn, nó đằm tính hơn và nghe có vẻ trưởng thành hơn. Xong rồi nhìn nó tội lắm kìa, nhìn ngoan thấy thương luôn ấy. Thằng bé thì có hai con gấu bông ôm, thằng Cass thì nằm cạnh không có con gấu bông nào. Thế là nhìn thấy nó tội, nhìn thương ghê. Thế là chạy sang bên phòng chị cả Jolie, chị cả nhiều gấu bông lắm. Thế là cũng lấy cho thằng Cass hai con để mang về bên kia cho nó ôm ấy, cho nó nhìn cho nó cân bằng, chứ chẳng nhẽ lại thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào. Mà Cass nó cũng không đòi đâu nhá, nó cũng không quấy, không phá, không đòi hỏi gì đâu nhá. Nó cứ chỉ nằm cạnh thằng bé con xong rồi trông thằng bé con ngủ thôi. Mà mấy cái đứa mà nó cứ kiểu ngoan như thế, nó không đòi hỏi gì thì mình lại nhìn mình lại càng thương không? Chứ còn quấy phá có khi mình lại bực lên, có khi mình lại rút ra ngoài chứ. Thế là đưa hai con gấu bông, cậu cũng thích, cậu cũng nằm, cậu cũng ôm. Ừ. Chả biết là ai dạy nó hay sao ấy. Thằng kia ôm gấu bông thì ừ mình cũng có gấu bông mình ôm, xong rồi mình cũng nằm mình chơi vậy thôi. Thế là nhìn hai đứa nó cứ ra, nó cứ quây quần với nhau, nó cứ ấm cúng với nhau như thế. Ngày xưa em nhớ lại cái lúc mà thằng Cát nó còn bé, ngày mà con Money nó mới đẻ thằng Cát ra thì cũng sắm cho nó cái giường đấy chứ. Hai mẹ con nó cũng có hẳn một cái giường luôn, xinh đẹp lồng lộn luôn, chứ có phải là không có đâu. Ấy thế nhưng mà không nằm đâu, con mẹ nó lại cứ rình rình một lúc thôi là lại cắp thằng con đi giấu. Mà nó giấu ở đâu? Nó giấu ở ngay đầu giường của em chứ đâu. Mang thằng con vào trong đấy, để luôn ở trong đấy để cho bà ngoại chăm. Nhìn những cái hình ảnh này ký ức ùa về ghê ấy, kỷ niệm xưa quay về. Chính là vì cái series này nên thành ra thằng Cass nó mới nổi ngay từ ngày nó còn bé đấy còn gì nữa. Suốt ngày con mẹ nó mang nó đi giấu khắp nhà thôi, chẳng tìm được ở đâu cả. Mà cái chỗ yêu thích của nó đây, cứ phải chui vào cái hốc ngay gần đầu giường như thế này để thằng con ở đấy thì nó mới gọi là yên tâm. Thế sau em tìm hiểu ra thì mới biết rằng cái bọn mèo ấy nó rất là khôn. Nó sẽ luôn chọn cái chỗ nào ở trong nhà mà năng lượng chỗ đấy cao nhất, an toàn nhất và kiểu như là nó yên tâm nhất ấy, để nó để con, để cái ở đấy. Nên là bây giờ ấy, thằng Cass nó cũng sẽ chọn cái chỗ nào ở trong nhà mà an toàn nhất, ổn áp nhất để nó nằm. Mà cái chỗ đấy là chỗ nào? Chỗ thằng con em nằm chứ đâu. Thế là thành ra bây giờ một cái nồi là chứa hai đứa luôn. Thằng nhỏ ở bên trên, còn con Cass là nằm ở bên dưới. Thế nên em cũng chịu thôi, nó cứ vào trong này nó chân nằm thôi. Mà nhiều khi người ta làm mèo người ta cũng có tâm tư tình cảm đấy chứ. Ngày trước người ta đang ở trong nhà, đang được yêu chiều, cả nhà cưng nựng các thứ. Tự dưng cái có em bé xong mà bị đuổi ra ngoài ấy, thì người ta cũng hiu quạnh chứ. Người ta cũng có cái tủi thân của người ta chứ, đúng không? Thế nên là đấy, cho hai đứa lớn lên cùng với nhau nhá. Nhìn ngủ, nhìn ngon yêu thế thôi chứ lị.